trang soạn Babichina độ ba quốc phẩm án dương từ giáo sư Kỳ Viên sẽ chuyển tới sứ Ngọc Đồng. 2. Trang soạn Trang Nguyễn Văn Viên, giáo sư Thành Phố Hưng Yên chuyển về tránh sứ nhà thờ Chính Tòa Thái Bình. 3. Trang Đăng Minh Bùi Thế Truyền, tránh sứ Phùng Yên sẽ chuyển về tránh sứ Công Đồng. 4. Trang Đăng Minh Trần Văn Thức, tránh sứ Hải Quân sẽ về tránh sứ Cao Xá. Trang Đăng Minh Nguyễn Văn Quát, tránh sứ Giáo Nghĩa về tránh sứ Thân Thượng. Trang Du Trang Bùi Văn Phương, tránh sứ An Lạc sẽ về Tòa Giám Mục. Trang Du Trang Định Tiến Thành, tránh sứ Chính Tòa, Giám Đốc Nhà Trung sẽ về tránh sứ Thành Phố Hưng Yên. Cha Du Trang Nguyễn Thuân, tránh sứ Hàn Xá sẽ làm tránh sứ Đông Khê. Cha Augustino Đỗ Duy Đạt, Đại chủ viện Thiên Tâm Thế Bình sẽ về làm tránh sứ Hàn Xá. Cha Du Trang Nguyễn Đình Huynh, tránh sứ Văn Lăng sẽ về làm tránh sứ Sa Cang. Cha Phêrô Đinh Văn Hùng, tránh sứ Cao Xá làm tránh sứ Quỳnh Lan. Cha Phêrô Nguyễn Đình Tân, tránh sứ Quỳnh Lan sẽ về làm tránh sứ Việt Yên. Trần Du Trang Phạm Văn Thiện, tránh sứ Ngọc Đồng sẽ về tránh sứ Phổng Tiên. Trang Phan Sĩ Cô Sa Viên Đinh Văn Trí, tránh sứ Thân Thượng sẽ về là tránh sứ Giáo Nghĩa. Trang Tôn Tô Duy Lân, tránh sứ Khúc Mai sẽ về là tránh sứ Ngọc Châu. Trang Đăng Minh Nguyễn Mạnh Trường, sứ Thuần Túy sẽ về tránh sứ Ngô Xá. Trang Minh Sơn Phạm Văn Sơn, tránh sứ Nguyễn Lãng sẽ về là tránh sứ Thuận Điển. Cha Phêrô Trần Xuân Ứng từ Ngọc Châu sẽ về làm tránh sứ Chất Trung. Cha Du Xe Nguyễn Cao Quân dòng Nam Minh sẽ làm tránh sứ Cát Đại. Sau đây là quý cha quản nhiệm. Cha Phêrô Nguyễn Văn Luận, giáo sứ Thánh Lâm sẽ làm quản nhiệm giáo sứ Lai Bộ. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước phụ tá Ngọc Đồng sẽ về làm quản nhiệm giáo sứ Hải Quân. Cha Phêrô Nguyễn Đình Lam, tòa giám mục sẽ quản nhiệm giáo sứ Đại Bộ. Cha Vinh Sơn Giang Văn Khiêm, tòa giám mục sẽ làm quản nhiệm giáo sứ Lực Điển. Cha Geronimo Nguyễn Văn Anh, tên là Vĩnh, tòa giám mục sẽ về quản nhiệm đại giáo sứ Tạm Xá. Xin lỗi, giáo họ Tạm Xá. Cha Giang Đạo Văn Chính, tòa giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sứ Nguyễn Lãng. Cha Vinh Sơn Trần Văn Quang, tòa giám mục sẽ quản nhiệm Minh Đức. Cha Vinh Sơn Đạo Văn Đông, tòa giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sứ Thánh Tâm. Cha Vinh Sơn Hoàng Văn Lộc, tòa giám mục sẽ về làm quản nhiệm sứ Minh Châu. Cha Do Kim Đạo Văn Nguyên, tòa giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sứ Thuần Túy. Cha Miguel Trương Văn Chính, tòa giám mục sẽ về làm quản nhiệm giáo sứ Văn Lăng. Cha Giuse Augustino Hoàng Văn Thu, tòa giám mục sẽ về làm quản nhiệm sứ Khúc Mang. Cha Giuse Phạm Thanh Quang dòng Chúa Cứu Thế sẽ quản nhiệm giáo sứ Thượng Điển. Cha Gabriel Nguyễn Hoàng Long, giáo sứ An Thái sẽ về giáo sứ Đức Long. Cha Giuse Nghi Maria Thạch Ngọc Vàng dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, giáo họ Văn Lâm sẽ về giáo sứ An Thái. Cha Đăng Minh Maria Vũ Văn Thái, dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, phụ tá Thiên Lộc sẽ về giáo họ Văn Lâm. Cha Du Xe Bùi Văn Đình, dòng Chúa Thương Xót sẽ làm tránh sứ An Lạc. Sau đây là các cha phụ tá. Cha Vinh Trương Nguyễn Văn Đề, giáo sứ Ngô Xá sẽ làm phụ tá giáo sứ Gia Lạc và đảm trách giáo họ Thượng Quốc Hoàng. Cha Phêrô Chu Minh Mạng, chứ Thượng Điển sẽ về phụ tá giáo sứ Mạnh Long đảm trách khu Hương Long. Cha Vinh Sơn Thương Phúc Thành và giám mục sẽ làm phụ tá giáo sứ Phụ Lễ đảm trách khu Ngọc Điện. Cha Du Xe Đàm Xuân Lịch và giám mục sẽ về phụ tá Hải Linh đảm trách khu Thần Đầu. Cha Francisco Xavier Bùi Công Quan và giám mục sẽ phụ tá giáo sứ Trinh Tòa. Cha Đăng Minh Đặng Văn Huynh, tòa giám mục sẽ phụ tá giáo sư Quân Cảnh. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Lãng, tòa giám mục sẽ về phụ tá giáo sư Cao Bằng. Cha Du Xe Bùi Văn Sinh, tòa giám mục sẽ về phụ tá giáo sư Bắc Cảnh. Cha Du Xe Phạm Văn Thao, tòa giám mục sẽ về phụ tá Cung Đồng. Cha Đăng Minh Trần Văn Đạt, tòa giám mục sẽ về phụ tá giáo sư Ngọc Đồng cho cha Đoàn Bảo Thị Tàng Đô Ba Dương. Các cha nâng lên tránh sứ.
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Bực, Chánh sư Trà Vi, Cha Đa Minh Nguyễn Cao Phi, Chánh sư Thuận Châu, Cha Vi Trân Nguyễn Quốc Hoàng, Chánh sư Võng Phan, Cha An Tôn Nguyễn Văn Hiền, Chánh sư Kim Châu, Cha Du Khe Phạm Đức Thuấn, Chánh sư Phương Sáng, Cha Tô Ma Quy Nô Tần Văn Điện, Chánh sư Xuân Hoàng, Cha Du Khe Đạt Quan Lậu, Chánh sư Hữu Tiện, Cha Phi Rô Verona Tần Duy Thể, Chánh sư Đại Điền, Cha Du Khe Dương Văn Hiếu, Chánh sư Bạch Long, Cha Phi Rô Tần Xuân Hiền, Chánh sư Quan Cao, Cha Doan Văn Vi Sa Bùi Như Sành, Chánh sư Phủ Lễ, Cha Phan Chê Cô Sa Viên Phạm Công Tiến, Chánh sư An Châu, Cha Phê Rô Nguyễn Văn Ba, Chánh sư Cao Bậc, Cha Đăng Minh Trần Xuân Trị, Chánh sư Duyên Tổ, Cha Du Xem Nguyễn Văn Vương, Chánh sư Đồng Châu. Các cha trở về làm cha giáo tại ngày chủ viện Thiên Tâm Thế Đình, Cha Vinh Sơn Môn Thái Phong, Tòa Giám Mục, trở về làm cha giáo đàn chủ viện, Cha Đăng Minh Nguyễn Văn Thu, Cha sứ Đại Ngô, trở về làm cha giáo tại ngày chủ viện, Cha Do Kim Đạo Văn Ngô, Chánh sứ Chức Trung, trở về làm chủ viện, Cha Du Xe Đỗ Trọng Mi, Giáo sư Minh Châu, trở về cha giáo chủ viện, Cha Đăng Minh Trịnh Văn Thổ, Giáo sư Lợi Đạo, trở về làm cha giáo tại đàn chủ viện, và là các cha giáo tại đàn chủ viện. Và sau đây là các chức vụ ở trong giáo phận. Một, Cha Francisco Assisi Nguyễn Kiến Tám, tổng đại diện. Hai, Cha John Mavisa Đỗ Báo Dương, quản hạt Tây Hương Yên, đại diện giáo mục miền Hương Yên. Cha Giuse Bùi Văn Phương, tổng quản lý. Cha Doan Chu Văn Yên, Chánh Văn Phòng. Cha Du Tre Mai Văn Diện, Giám đốc Đại Chủ Viện. Cha Du Tre Phạm Không Dũng, Quản Hàng Thái Thị. Cha Vinh Trân Vũ Văn Hướng, Quản Hàng Bắc Kiền Hàng. Cha Geronimo Nguyễn Ngọc Thi, Quản Hàng Đông Hưng. Cha Du Tre Nguyễn Văn Thuyên, Quản Hàng Thành Phố. Cha Đăng Minh Bùi Viết Tuyền, Quản Hàng Kiền Hàng. Cha Đăng Minh Trần Văn Thức, Quản Hàng Đông Hưng Yên. Cha Đăng Minh Nguyễn Văn Quát, Quản Hàng Kiên Dương. Đó là các cha được các chức vụ làm tổng đại diện, giám đốc đại chủ viện, rồi Chánh Văn Phòng, tổng quản lý và các cha quản hạt ở trong giáo phận chúng ta. Chúng ta xin có tràng qua tay để chúc mừng tất cả. Cha Doan Bautista Đỗ Báo Mãn Dương, từ giáo sư Tiền Biên chuyển tới sứ Ngọc Đồng. Hai, Cha Du Khe Nguyễn Văn Tuyên, giáo sư Thành Phố Hưng Yên, chuyển về Chánh sứ nhà thờ Chính Tòa Thái Bình. Ba, Cha Đăng Minh Bùi Thế Truyền, Chánh sứ Phổ Tiên, chuyển về Chánh sứ Trung Đồng. Bốn, Cha Đăng Minh Trần Văn Thức, Chánh sứ Sài Quất, trở về Chánh sứ Cao Xá. Cha Đăng Minh Nguyễn Văn Quát, Chánh sứ Giáo Nghĩa, về Chánh sứ Thường Thượng. Cha Du Tre Bùi Văn Phương, Chánh sứ An Lạc, trở về Tòa Giám Mục. Cha Du Tre Trịnh Tiến Thành, Chánh sứ Chính Tòa, Giám đốc Nhà Trung, trở về Chánh sứ Thành Phố Hưng Yên. Cha Du Tre Nguyễn Thuân, Chánh sứ Hà Xá, sẽ làm Chánh sứ Đông Khê. Cha Augustino Đỗ Duy Đạt, Đại chủ viện Thánh Tâm Thế Bình, sẽ về làm Chánh sứ Hà Xá. Cha Du Tre Nguyễn Đình Huynh, Chánh sứ Văn Lăng, sẽ về làm Chánh sứ Sa Khang. Cha Phêrô Đinh Văn Hùng, Chánh sứ Cao Xá, làm Chánh sứ Quỳnh Lan. Cha Phêrô Nguyễn Đình Tân, Chánh sứ Quỳnh Lan, sẽ về làm Chánh sứ Việt Yên. Cha Du Tre Phạm Văn Thiện, Chánh sứ Ngọc Đồng, sẽ về Chánh sứ Phổng Tiên. Cha Phan Chi Cô Sa Viên Đinh Văn Trí, Chánh sứ Thân Thượng, sẽ về làm Chánh sứ Giáo Nghĩa. Cha Tôn Tô Duy Lân, Chánh sứ Khúc Mai, sẽ về làm Chánh sứ Ngọc Châu. Cha Đa Minh Nguyễn Mạnh Trường, chứ Thuần Túy, sẽ về Chánh sứ Ngô Xá. Cha Vinh Sơn Phạm Văn Sơn, Chánh sứ Nguyệt Lãng, sẽ về làm Chánh sứ Thuận Nghiệp. Cha Phê Rôn Trần Xuân Ứng, từ Ngọc Châu, sẽ về làm Chánh sứ Chất Trung. Cha Du Xe Nguyễn Cao Quân, dòng Đa Minh, sẽ làm Chánh sứ Cát Đà. Sau đây là quý cha quản nhiệm. Cha Phê Rôn Nguyễn Văn Luật,
giáo sứ Thánh Lâm sẽ làm quản nhiệm giáo sứ Lai Hồn. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước thuộc Thái Ngọc Đồng sẽ về làm quản nhiệm giáo sứ Trải Quất. Cha Phêrô Nguyễn Đình Lam và giám mục sẽ quản nhiệm giáo sứ Đại Hồ. Cha Vinh Sơn Giang Văn Kiên và giám mục sẽ làm quản nhiệm giáo sứ Lục Điền. Cha Geronimo Nguyễn Văn Anh Việt Bản Vĩnh và giám mục sẽ về quản nhiệm đại giáo sứ Tảng Sáng. Xin lỗi, giáo họ Tảng Sáng. Cha Giôn Đạo Văn Chính và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sứ Nguyễn Đại. Cha Vinh Sơn Trần Văn Quang và giám mục sẽ quản nhiệm Minh Đức. Cha Vinh Sơn Đạo Văn Đông và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sứ Thánh Tâm. Cha Vinh Sơn Hoàng Văn Lộc và giám mục sẽ về làm quản nhiệm xứ Minh Châu. Cha Do Kim Đạo Văn Nguyên và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sứ Thuần Túy. Cha Mikia Trương Văn Chính và giám mục sẽ về quản nhiệm giáo sư Văn Năng. Cha Giuse Augustino Hoàng Văn Thu và giám mục sẽ về làm quản nhiệm sư Phúc Mang. Cha Giuse Phạm Thanh Quang dòng Chúa Cứu Thế sẽ quản nhiệm giáo sư Thượng Điển. Cha Gabriel Nguyễn Hoàng Long giáo sư An Thái sẽ về giáo sư Đức Long. Cha Giuse Nhi Maria Thạch Ngọc Vàng dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, giáo họ Văn Lâm sẽ về giáo sứ An Thái. Cha Damien Maria Vũ Văn Thái, dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, phụ tá Thiên Lộc sẽ về giáo họ Văn Lâm. Cha Giuse Bùi Văn Đình, dòng Chúa Thương Xót sẽ làm chánh xứ An Lạc. Sau đây là các cha phụ tá. Cha Vinh Trương Nguyễn Văn Đề, giáo sứ Ngô Giá sẽ làm phụ tá giáo sứ Sa Làng và đảm trách giáo họ Thượng Hộ Phạm. Cha Phêrô Chu Minh Mạng, chư thượng điền sẽ về phụ tá giáo sư Bạch Long đảm trách khu Hương Long. Cha Vinh Trân Thương Phúc Thành và giám mục sẽ làm phụ tá giáo sư phụ lễ đảm trách khu Ngọc Điện. Cha Giuse Đàm Xuân Lịch và giám mục sẽ về phụ tá Hải Ninh đảm trách khu Thần Đồng. Cha Francisco Xavier Bùi Công Hoan và giám mục sẽ phụ tá giáo sư Trinh Toàn. Cha Đăng Minh Đặng Văn Minh và giám mục sẽ phụ tá giáo sư Quân Cảnh. Cha Vinh Trân Nguyễn Văn Lãng và giám mục sẽ về phụ tá giáo sư Cao Mạng. Cha Giuse Bùi Văn Sinh và giám mục sẽ về phụ tá giáo sư Bắc Cảnh. Cha Giuse Phạm Văn Thao và giám mục sẽ về phụ tá Trung Đồng. Cha Đăng Minh Trần Văn Đạt và giám mục sẽ về phụ tá giáo sư Ngọc Đồng cho cha Giôn Bảo Thị Tà Lô Ba Dương. Các cha nâng lên chánh xứ. Cha Đăng Minh Nguyễn Văn Bực chánh xứ Trà Vi, cha Đăng Minh Nguyễn Cao Phi chánh xứ Thuận Châu, cha Vinh Trân Nguyễn Quốc Hoàn chánh xứ Võng Phan, cha An Tôn Nguyễn Văn Liệt chánh xứ Kim Châu, cha Giuse Phạm Đức Tuấn chánh xứ Phương Sáng, cha Thomas Quy Nhơn Trần Văn Điện chánh xứ Xuân Hòa, cha Giuse Đặng Văn Hậu chánh xứ Hữu Tiệp, cha Phêrô Verona Trần Duy Thể chánh xứ Đại Điền, cha Giuse Dương Văn Hiếu chánh xứ Bạch Long, cha Phêrô Trần Xuân Hiền chánh xứ Quan Cao, cha Don Batista Cùng Như Sành chánh xứ Phủ Lễ, cha Francisco Xavier Phạm Công Tiến chánh xứ An Châu, cha Phêrô Nguyễn Văn Ban chánh xứ Cao Mộc, cha Đăng Minh Trần Xuân Trịnh chánh xứ Duyên Tổ, cha Giuse Nguyễn Văn Vương chánh xứ Đông Châu. Các cha sẽ về làm cha giáo tại đại chủ điện Thanh Tâm Thế Bình. Cha Vinh Sơn Ngô Thái Phong tòa giám mục sẽ về làm cha giáo đại chủ điện. Cha Đăng Minh Nguyễn Văn Thu cha xứ Đại Ngô sẽ về làm cha giáo tại đại chủ điện. Cha Do Kim Đặng Văn Hộ chánh xứ Chức Trung sẽ về đại chủ điện. Cha Giuse Đỗ Trọng Huy giáo sứ Minh Châu sẽ về cha giáo chủ điện. Cha Đăng Minh Trịnh Văn Thuộc giáo sứ Lãnh Đạo sẽ về làm cha giáo tại đại chủ điện. Văn là các cha giáo tại đại chủ điện. Và sau đây là các chức vụ ở trong giáo phận. Một, cha Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám tổng đại diện. Hai, cha John Batista Đỗ Bá Dương quản hạt Tây Hương Yên đại diện giám mục miền Hương Yên. Cha Giuse Bùi Văn Phương tổng quản lý
cha Doan Chu Văn Yên, Chánh Văn Phòng, cha Jose Mai Văn Diện, Giám đốc Đại Chủng Viện, cha Jose Phạm Công Dũng, Quảng Hàn Hay Thi, cha Vinh Trân Vũ Văn Hướng, Quảng Hàn Bắc Yên Hàn, cha Geronimo Nguyễn Ngọc Thi, Quảng Hàn Đông Tân, cha Jose Nguyễn Văn Thi, Quảng Hàn Thành Phố, cha Đăng Minh Bùi Thế Tuyền, Quảng Hàn Yên Hàn, cha Đăng Minh Trần Văn Thức, Quảng Hàn Đông Hưng Yên, cha Đăng Minh Nguyễn Văn Hoát, Quảng Hàm Kiến Dương. Đó là các cha được các chức vụ làm tổng đại diện, giám đốc đại chủng viện, rồi Chánh Văn Phòng, tổng quản kinh và các cha quản hạt ở trong giáo phận chúng ta. Chúng ta xin một tràng hoa tay để chúc mừng các cả.